Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là nơi tuyến đầu miền Bắc và là hậu phương trực tiếp chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại, giặc Mỹ đã sử dụng các loại máy bay, tàu chiến đánh phá Quảng Bình với hơn 1 triệu tấn bom các loại. Vượt lên mọi gian khổ hy sinh và cả sự tàn khốc ác liệt của chiến tranh, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã làm nên phong trào xe chưa qua nhà không tiếc, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phim tài liệu Xe chưa qua nhà không tiếc, câu chuyện về lòng dân. Từ năm 1964 đến năm 1972, với dã tâm cắt đứt tuyến đường giao thông huyết mạch chi viện cho tiền tuyến của quân và dân ta, giặc Mỹ điên cuồng trút đạn bom xuống nhiều vùng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong đó có những trọng điểm như Phà Danh, Phà Quản Hầu và cầu Lý Hòa. Chính những nơi tủi bom chảo lửa ấy đã hình thành một phong trào lớn của lòng dân, phong trào xe chưa qua, nhà không tiếc. Với sự hưởng ứng sâu rộng của nhân dân, phong trào đã trở thành một bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sức mạnh của lòng dân trong cuộc chiến tranh nhân dân đánh thắng kẻ thù xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Quảng Bình không chỉ chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận bảo đảm giao thông, giữ cho mạch máu giao thông thông suốt. Ròng rã 8 năm đương đầu với giặc Mỹ, tuyến lửa Quảng Bình đã trở thành trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Với khẩu hiệu "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", quân và dân toàn tỉnh không quản ngại hy sinh, gian khổ, đã tham gia mở đường, săn lấp hố bom, rà phá bom mình, vận chuyển lương thực, vũ khí. Trên bến, dưới thuyền, từ đồng bằng đến miền núi xa xôi, đâu đâu cũng rộn ràng khí thế thi đua, diệt giặc lập công, bảo đảm giao thông thông suốt. Với tinh thần, xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông, không tiếc máu xương, Quảng Bình đã huy động gần 3 triệu ngày công của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân tháo dỡ hàng nghìn căn nhà làm vật liệu lót đường, giữ vững các tuyến đường huyết mạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận tải chiến lược, chi viện cho chiến trường miền Nam. Quảng Bình là cái vùng đất nó ở vào trung lộ của cả nước. Nó lại nằm ở một cái vị trí khá đặc biệt, tức là mọi cái con đường nó hội tụ về Quảng Bình ở cái nơi eo thắt nhất của cả nước, và rồi từ đó nó tỏa đi. Và vì thế cho nên có thể nói là mặc dù đế quốc Mỹ lựa chọn rất nhiều điểm để chọn làm cái điểm quyết chiến ngăn chặn cái sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam, thì Quảng Bình là cái nơi lựa chọn có tính chất khốc liệt nhất. Cuộc chiến tranh của Mỹ đánh vào Quảng Bình là một cuộc chiến tranh tổng lực, và nhân dân Quảng Bình phải đối phó lại nó bằng một cuộc sức mạnh tổng hợp, dùng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân để đối phó lại cái chiến tranh tổng lực của đế quốc Mỹ. Trong cái cuộc chiến tranh khốc liệt đấy thì người Quảng Bình tỏ rõ được cái tố chất kháng cường của một cái cộng đồng dân cư mà đã từng nếm trải rất là nhiều thử thách của lịch sử. Chính cái tố chất đó đã được nhân dân Quảng Bình thừa kế từ thế này sang thế khác, và sau đó phát huy một cách cao độ trong cái cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, là một cái sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau và cùng nhau xây dựng một cái chí hướng để tiến về phía trước. Những ngày đánh Mỹ, có một câu khẩu hiệu đã được người dân làng Thuần Bài, xã Quảng Thuần, huyện Quảng Trạch, nay là phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn, thuộc nằm lòng. Hết nhà ta lại phá tường, không để xe tắc và đường ta hư. Ngày đó,
Trên tuyến quốc lộ 1A, đoàn đi qua làng Thuần Bài đến Phà Danh, nằm giữa ba bề ruộng nước. Địa hình trọng trải, thấp trũng, lầy lội đã trở thành trọng điểm bắn phá của giặc Mỹ. Năm 1968, máy bay Mỹ đã thả xuống đây hàng nghìn quả bom. Một hôm, sau khi máy bay Mỹ quần đảo đánh phá, khiến đoạn đường xuống Phà Danh bị cày xới, đứt thành nhiều đoạn. Hàng trăm xe chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vào chiến trường miền Nam bị ách tắc. Bằng mọi giá, phải mở đường cho xe thông tuyến. Trước yêu cầu và tình thế cấp bách, người làng Thuần Bài đã cùng nhau tháo dỡ nhà mình ra lớp hổ bom. Thời đó là chiến tranh ác liệt, khi đó là thấy là xe ngoài Bắc quân đội tiến vào Nam. Nhưng mà qua cái Phà Danh này là thấy cái chỗ lên là ác liệt nhất, bom B-52 thả thành một bể nước không. Khi nữa là bộ đội xe không qua được. Thì dân họ mình nghĩ ra này, bây giờ nhà mình để cũng có cũng được, để lại bom nó cũng sẵn sàng. Bây giờ là tốt nhất là bà con là giờ nhà, có câu là xe chưa qua, nhà không tiếc, tất cả dốc sức cho để tuyên truyền ở phía Nam. Cho nên lúc đó là mỗi người dân trẻ già trai gái chỉ là vác ai cột to thì hai người khiêng, cột nhỏ một người khiêng, trẻ già trai gái là đều sống phá để xe thông qua để vào chiến trường miền Nam. Phòng truyền thống phường Quảng Thuận hiện vẫn còn lưu giữ những tư liệu quý về một thời đánh Mỹ. Đó là minh chứng về một giai đoạn khó khăn nhưng hào hùng của dân tộc ta. Từ trong gian khổ hy sinh, người dân vẫn một lòng kiên trung theo Đảng, một lòng vì miền Nam ruột thịt. Vì vậy, dẫu căn nhà là cả một gia tài, nhưng khi đất nước cần, khi lòng dân đã thuần, thì mọi người vẫn sẵn sàng tháo dỡ để làm đường mà không hề đắn đo suy nghĩ. Ở Quảng Thuận, có một câu chuyện cảm động được người dân nơi đây nhắc nhớ. Đó là chuyện về bà Trần Thị Nguyên, người dân trong vùng vẫn thường gọi với cái tên thân thương là mẹ Choàng. Chính là người đầu tiên ở làng Thuần Bài dỡ nhà mình để lấp hổ bom cho xe vào tiền tuyến. Hồi đó là bom mình thả là ở tắt cái đường ở ngoài cái chỗ mà xuống bên phá này, ngoài cái đường đi ra này với bên gạo. Lúc đó là coi như là ba mình nói là coi như chứ là được sáu chi là nhà mình để ra rồi bom mình đánh mất, vì đấy có cái bên gạo mà bên đàn nữa cũng hẳn đánh tan. Cho nên thôi thì có như nói với anh em dân quân là đường tắc thì chứ hành lây lùi rửa thì chứ biết mình rắn thì chứ có như tất cả là nhủ anh em du kích, dân quân du kích là bố thảo bắn nhà mì ra. Trân chứ hỗn là mà mì này quyết tâm là cứ làm cho mì. Sau này rồi là mình làm lại cái trại con mà ứng được, chứ chứ để mà phục vụ cho chiến trường cái đà. Chứ chứ xé hôm qua là chiến trường trong nửa tắc là thân bị ở trong nửa là hành ra đánh miền Bắc chết. Cho nên mì là bộ đội đi dẫn quân du kích chỉ là họ vô là họ giữ ra, họ vạc ra, họ ao họ lạt ngoài đường á. Đôi bờ sông xanh bây giờ là những xóm làng trù mật. Cây cầu bê tông vững chãi bắc qua dòng xanh nối đôi bờ. Trở lại bến phà xưa, thắp một nén hương cho những người nằm lại trên mảnh đất này trong những ngày đánh Mỹ. Câu chuyện về sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để đánh thắng giặc Mỹ lại trở về. Tấm gương của bà Trần Thị Nguyên đã lan tỏa đến nhiều người và tạo nên phong trào hiến vật tư nhà cửa cho cuộc kháng chiến với tinh thần xe chưa qua, nhà không tiếc. Nhờ đó, Phà Danh luôn thông suốt. Câu chuyện dỡ nhà làm cầu, làm đường cho xe vào chiến trường là một minh chứng điển hình về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về khát vọng giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Đó là biểu hiện sinh động của ý Đảng, lòng dân, khó phản lần, dân liều cũng xong. Có một lá cờ đâu phát lên thế,
thì mọi người dân là đều hưởng và ai cũng là mạnh dạn, cũng ai là tiếc của mà cũng ai là so bị hết. Mẹ toang mà được mà mình à, mẹ toang là một mẹ già một độc thân một mình không có uống mà chỉ có mấy đứa con thôi, mà mình gia đình mình con cái đông thế nên mà thua mẹ rồi là cũng vẫn là ủng hộ nhà cửa không vác được, là nhờ hợp tác xã đến giờ nhà khiêng vác ra lập hộ bom để cho xe qua tuyên truyền để giải phóng miền Nam. Cái đoàn nữa thì coi như nói tỏ mấy ái mà nói giữ nhà cái ăn cũng hào hứng lắm, là coi như là ăn xuống phóng ngà gì kê ngà gì vác cho làm không mệt nhọc chứ hết, là cái nữa là ngộ hăng hải lắm, ra để chỉ là coi như là hăng hải là ra là coi như là giữ nhà vác ra để coi như là cho xe là đi qua. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cầu và đèo Lý Hòa cũng là trọng điểm đánh phá khốc liệt của không quân và hải quân Mỹ nhằm cắt đứt đường giao thông huyết mạch quốc lộ 1A của ta. Mảnh đất phía cuối dòng sông Lý Hòa này đã từng oằn mình hứng chịu bao trận bom ác liệt. Giữa chật vật săn khó và đạn bom, những con người sống trên mảnh đất này đã kiên cường bám trụ, quyết tâm bảo vệ ngầm Lý Hòa để cho những đoàn xe thẳng tiến vào chiến trường miền Nam. Năm 68 bị bắn phá ác liệt, cầu bị sập tỉnh Lý và huyện Lý bị phát động lấp ngầm Lý Hòa. Lúc đó là coi như là dân toàn bộ là áng giơ tay là ủng hộ, để xem qua nhà thì đều ủng hộ hết, không có ai từ chối. Dân họ đồng tình toàn bộ đập đá phá tường, chuyển sụp xong. Vì là đó đoàn hàng bắt đầu bốc lên thuyền, chở lý trên ngầm Lý Hòa để lấy phần Lý Hòa. Tháng 12 năm 1968, để bảo vệ ngầm Lý Hòa, hơn 200 hộ dân nơi đây đã tự nguyện tháo dỡ hết nhà cửa để lấy vật liệu săn lấp hổ bom và làm ngầm qua sông cho xe vào tiền tuyến với quyết tâm. Nước còn thì nhà mình còn. Ngày đó, với sức mạnh của lòng dân, với niềm tin cho ngày toàn thắng, nhân dân Quảng Bình nói chung và bà con làng Lý Hòa nói riêng đã hy sinh cả những căn nhà, đã đóng góp hàng nghìn ngày công để chung tay bảo vệ ngầm Lý Hòa. Từ người già đến người trẻ, từ phụ nữ đến trai tráng trong làng, mỗi khi con ngầm bắc qua sông Lý Hòa bị đánh phá, là sông tới mỗi người một việc để hàn gắn lại, nối liền mạch máu giao thông. Cái cầu Lý Hòa bị bắn thì phương tiện đi qua sông không có, cho nên là dùng cái phà mà đi phà đi được một tháng chỉ bơn bắn nữ xa phà đấy, cho nên chứ không biết cá trang mà qua sông, cho nên là chủ trương của tỉnh là vận động dân Lý Hòa là đập nhà đi mà lấp xong. Thì khi mà đã có chủ trương của đảng như vậy thì toàn dân đều hưởng ứng, yêu cầu làm thế nào để giải phóng dân tộc trước, tức là cho nên là mọi người đều tham gia là gắn đá, rồi thì lực lượng thanh niên khỏe, dân quân du kích thì đập nhà, rồi thì nam phụ lão ấu chí ông cha, rồi đến thanh niên chỉ là đều đi gắn đất gắn đá cả đêm, rồi gắn xuống mặt bên bờ nước, rồi thì tất cả các thuyền đánh cá cả ngày gì đi đánh cá, 5 giờ tối là phải bỏ đá xuống rồi treo lên cầu mà thả xuống, làm liên tục như vậy cho đến khi hoàn thành con đường mà sẽ qua được. Giữa muôn vàn gian khó, người dân Lý Hòa vẫn kiên cường bám trụ, một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm bám làng giữ ngầm. Trong những tình huống cấp bách, không chỉ những ngôi nhà mà cả đình Lý Hòa mấy trăm năm tuổi cũng đã được người làng dỡ xuống để lấy vật liệu lấp hổ bom và làm ngầm. Sau ngày đất nước thống nhất, dân làng mới góp công, góp của để xây dựng, tôn tạo lại đình làng như ngày hôm nay. Nhà thờ dòng họ Lê Văn, làng Lý Hòa, xã Hải Phú, giờ đây đã được xây dựng khang trang. Trong những ngày đánh Mỹ, hưởng ứng khẩu hiệu xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc xương, dòng họ Lê Văn cùng nhiều dòng họ khác trong làng
đã tháo dỡ cả nhà thờ để đưa ra làm ngầm Lý Hòa, giúp những chuyến xe qua sông an toàn để vào miền Nam đánh Mỹ. Tất cả các nhà thờ trong địa phương là họp con cháu là thống nhất là coi như vẫn tư nghiêm. Hai nhà thờ của mình xuống, rồi vận động cùng con cháu là gắn đá gắn đất lên để lấp ngầm cho cuộc sống cho xe qua sông. Những năm giặc Mỹ leo thang bằng phá miền Bắc, Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, một địa bàn ven quốc lộ 1A, nơi có bến phà Quản Hầu và ngầm Dinh Thủy, trở thành túi bom trong các cuộc oanh kích của không quân và hải quân Mỹ. Có những tháng, Võ Ninh bị đánh phá 28 ngày, có ngày 32 lần. Năm 1966, một đoàn xe khoảng 100 chiếc chở hàng hóa từ miền Bắc vào phải phân tán đội hình ẩn nấp trong các thôn vì tuyến đường từ phà Quản Hầu đến ngầm Dinh Thủy bị đánh phá làm đứt nhiều đoạn. Bom đạn ác liệt, nhưng việc thông đường, cứu xe, cứu hàng vẫn luôn được người dân Võ Ninh đặt lên hàng đầu. Trước yêu cầu khẩn cấp là phải thông đường ngay, Đảng ủy xã Võ Ninh đã triệu tập cuộc họp bất thường bàn các biện pháp giải quyết. Hội nghị đã thống nhất là vận động nhân dân tháo nhà đưa ra mặt đường chống lầy và đã đưa ra nghị quyết, trong đó có đoạn xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc công. Đảng bộ và nhân dân xã Võ Ninh quyết đảm bảo mạch máu giao thông vận tải thông suốt trong bất luận tình huống nào. Đặc điểm của Võ Ninh là ở chỗ mặt thì sông, sau lưng thì cát, xa rừng, xa biển, phương tiện điều kiện vật liệu để mà giải quyết là các cái sự khác á, ví dụ đắp đường chẳng hạn thì không có. Chính vì vậy mà thực hiện cái chủ trương của Trung ương và của tỉnh á, phải thế nào nữa cũng phải là giải quyết thông tuyến, thông hàng, đảm bảo cái giao thông vận tải thông suốt á, hàng hóa vô miền Nam kịp á. Khi đó là đảng bộ nói chung là có một cái chủ trương họp bàn toàn đảng, toàn dân, toàn quân của kỳ Võ Ninh á, là phải sẵn sàng dù cho gia tan cửa nát cũng đánh xong giặc Mỹ thì cực chịu sẵn sao. Thì khi nữa là chủ trương của xã là thì xem quá nhắn tiền không có cái chứ nó bị bom nó đánh cả ngay cả đêm. Thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Võ Ninh, đồng chí bí thư đảng ủy Phạm Đình Dương xung phong thảo nhà mình lọt đường chống lầy đầu tiên. Với khẩu hiệu xe chưa qua, nhà không tiếc, chỉ trong một đêm, người dân các làng quê bên quốc lộ 1A ở Võ Ninh đã tự nguyện tháo dỡ trên 120 căn nhà để làm đường và ngầm Dinh Thủy. Cùng với việc hiến nhà làm đường, hàng nghìn người dân Võ Ninh đã khẩn trương săn lấp hổ bom, giúp những đoàn xe vượt tuyến an toàn. Khi đã có cái chủ trương đó thì trước hết là đảng viên phải đi trước, để cho dân đi theo, tức là làm đường đi sau đó, gọi là trưởng đây có cái câu đó. Thì đảng viên đi trước, nhưng trung đảng viên thì phải cán bộ lãnh đạo phải đi trước. Cho nên chính đó mà đồng chí Phạm Đình Dương là bí thư, thì vì cái chuyện nó đánh cũng mạnh, cho nên là phải dỡ ra trước. Thì bọn tôi là phó là chủ tịch, phó bí thư, bọn trưởng ban nữa, thì ở trên đi cũng đi là cũng phải thực hiện. Thì sau đó thì nói tóm lại cũng phải là lâu. Vì trong ngày đó thì sáng đi bí thư chủ tịch đỡ thì chiêu lên đảng viên, cán bộ trung đảng viên đó cũng phải dỡ cũng phá. Mỗi đồng chí dân quân đều trong nhà có chuẩn bị một gạn cát, một gạn đá hoặc một gạn bụi. Khi nghe bom đạn thì là gạn chạy. Còn đơn vị tập trung ngoài với đường quốc lộ là ba bốn trụ, bắt một trụ một khối đó để khi đáp thiếu đi để về đó gạn chạy lên. Từ năm 1966 đến năm 1971, toàn xã Võ Ninh đã có trên 500 ngôi nhà được tháo dỡ để làm đường cho xe qua. Từ năm 1965 đến năm 1968, các thôn trong xã đã huy động được 200.000 lượt ngày công trên 22.000 mét khối đất đá để lấp hổ bom. Gương chiến đấu, cống hiến của nhân dân Võ Ninh đã có sức mạnh cổ vũ lớn lao, lan tỏa sâu rộng, tạo nên phong trào để các địa phương trong tỉnh
và khắp mọi miền đất nước hưởng ứng. Lúc đầu thì sáng qua đang biểu cho sau nữa lại là còn cái chuyện khác nữa, mình cũng kịp đánh quá dưới mà khiếp đi, cuối cùng là phải xem thông tiếng báo xưa, đảng bộ nhân dân bỏ đi thông tiếng báo xưa, có nghĩa là còn chết đi nữa thì cũng phải đảm bảo là cho xe thông, vì trên sông thì xử lỗi, trên bộ thì tư trương, trên trời sẽ phục sáng, nói chung là nó liên tục cả đêm cả ngày. Cho nên là để bảo đảm tài sản nữa thì giống được ông chỉ cử là khí giác á, là với cái câu khẩu hiệu của đảng bộ là hàng hóa mà kê chó cũng lấy, thấy không sinh, của công giữ gìn của rơi trở lại. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liều cũng xong. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Quảng Bình đã xem lời thơ ấy như một khẩu hiệu hành động cách mạng trong công tác vận động quần chúng, đóng góp sức người, sức của, giữ vững mạch máu giao thông, xứng đáng là tỉnh đứng ở tuyến đầu miền Bắc, hầu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Nhân dân của Ninh là phải có một cái lòng yêu nước rất sâu sắc, phải là một lòng tin đảng. Cho nên là nhà tan cửa nát của ngư, được cái câu nữa mà muốn nói thì đảng bộ và nhân dân của Ninh á, quyết tâm phải đánh đảng giặc Mỹ xâm lược, nhưng mà trước hết là phải đảm bảo cho đất hàng hóa vô miền Nam kịp, vì biên là ở cái tuyến đầu của cái hậu phương Quảng Bình đấy không ạ, ở đây hậu phương thì trong lửa còi vốn ý. Thì biên là quản triệt cái vấn đề đó thì giao thông vận tải là phải thông tuyến, thế thôi, phải đưa hàng vô miền Nam cho kịp. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc gần nửa thế kỷ, nhưng với những người đã đi qua bom đạn chiến tranh, đi qua những ngày gian khó, họ luôn cảm thấy tự hào bởi những việc mình đã làm cho đất nước. Thế hệ nối tiếp cũng luôn tự hào về những người đi trước. Họ đã tạc nên những câu chuyện huyền thoại đẹp đẽ trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Tôi cảm thấy tôi rất tự hào cho mẹ tôi đã có một phần nhỏ đóng góp vào cho nhà nước và con cái cùng đi phục vụ cho nhà nước. Tôi nên tự hào và hãnh diện vì là mình là người con quê hương cực khổ nghèo đói, nhưng mà mình cũng phải đóng góp cho nhà nước để mà đánh thắng Mỹ. Các cái nịch nhà họ ở mà trời họ cũng hy sinh cho Tổ quốc, tức là họ cũng ủng hộ cho nhà nước đập nhà đi, chứ không có sức dân thì mà làm nổi, không thể làm nổi được. Cho nên là cái tinh thần là hy sinh cho cách mạng, cho Tổ quốc thì nói chung ai cũng tham gia hết và ai cũng có nghĩa vụ trách nhiệm làm cho hoàn thành, thì khi đó mình giải phóng được dân tộc. Thời gian trôi qua, nhưng hình ảnh quân dân cùng giữ nhà làm đường, lấp hổ bom vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người, thôi thúc thế hệ hôm nay phát huy tinh thần của cha ông đi trước, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, là địa phương anh hùng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới ngày hôm nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quảng Thuận xác định cổ kết lòng người, phát huy tinh thần cộng đồng để phát triển kinh tế, dựng xây quê nhà. Nơi bom đạn cày xới ngày trước, giờ trở thành những con phố xinh đẹp. Quảng Thuận giờ là một phường của thị xã Ba Đồn, trẻ trung, năng động, phát triển. Phát huy cái truyền thống của quê hương, đặc biệt thì trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước á, thì hiện nay phường Quảng Thuận đã tập trung trong cái phát triển kinh tế, xã hội, rồi là đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt trong cái phát triển kinh tế á, thì phường đã tập trung cho cái phát triển thương mại dịch vụ, rồi là các cái ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó như khu nuôi tôm công nghiệp, phát huy và bảo vệ các cái ngành nghề truyền thống để phát triển kinh tế trên địa bàn, rồi tập trung đầu tư cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho cái phát triển đô thị, và cũng là luôn luôn là quan tâm đến cái xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của phường cũng như của thị xã và của tỉnh. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, nơi đã từng làm nên phong trào xe chưa qua nhà không tiếc, Võ Ninh đã gương mẫu đi đầu trong mọi chủ trương của Đảng, xây dựng quê hương đẹp giàu. Những hổ bom đã được lấp đi để phủ lên đó một màu xanh của những đồng lúa
vườn cây tươi tốt. Hàng trăm ngôi nhà từng phá rỡ làm đường, làm ngầm cho xe qua cũng đã được thế hệ sau xây dựng lại to đẹp hơn. Đường làng, ngõ xóm hôm nay đã được chỉnh trang sạch đẹp. Đời sống nhân dân ngày càng đổi thay. Cuộc sống no đủ, yên bình đang hiện hữu trong mỗi nếp nhà, mỗi ngôi làng, một thời đã từng bị bom đạn cày xới. Hòa Bình lập lại, người Võ Ninh đã đầu tư xây dựng các cái cốt cơ sở vật chất để phục vụ đời sống dân sinh, điện, đường, trường, trạm, chợ, đầu tư đồng bộ để phục vụ để phát triển dân sinh và phát triển kinh tế. Các cái thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng, các cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thì được nhân dân đồng tình hưởng ứng và ngày càng phát triển. Giáo dục thì đến nay cả ba trường đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia. Y tế thì đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là nơi chăm sóc sức khỏe đầu dân nhân dân được tốt. Về xây dựng nông thôn mới thì như vậy đến thời điểm này thì xã đã có 2 thôn được huyện công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, và xã đã phấn đấu trong năm 2023-2025 phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Những con đường bằng gỗ, bằng tre và đất đá đi qua vùng đầm lầy thấp trũng của một thời đánh Mỹ giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng tinh thần của thị trấn lòng dân ngày ấy vẫn còn mãi mãi. Hành động cao đẹp giữ nhà làm đường của nhân dân Quảng Bình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước sẽ là dấu ấn khó phai mờ, được lưu truyền để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, khắc ghi về một thời kỳ đầy gian khổ hy sinh nhưng rất đỗi vẻ vang của dân tộc.